Những đứa trẻ ngỡ ngàng rồi thích thú. Còn với những thanh niên này, khi được nhìn thấy những chiếc cổ bò, những chiếc cối xay, thùng đựng lúa hay là những cái đó bắt cá do chính nông dân làm ra và sử dụng hàng ngày, các em như được ngược dòng về miền quê, nơi mà những người nông dân Phú Yên xưa với cuộc sống mộc mạc, cần cù và sáng tạo. Dạ, sau khi con bước vào bảo tàng thì nhìn cái hiện vật ở đây, con có thể hiểu ra được những cái giá trị lịch sử về những cái đồ vật mà ông cha ta ngày xưa đã sử dụng. Và qua đó con cũng có thể tự hào về truyền thống nông nghiệp của đất nước ta. Còn với những người như ông Hạnh, khi chạm tay vào chiếc cối xay lúa, đã gửi lại trong ông một hồi ức khó quên, bởi tuổi thơ ông đều gắn bó với những nông cụ này. Nhìn lại thấy cái này thì tự dưng là mình lại thấy là cái cuộc sống xưa nó tái hiện lên. Ở đấy gọi là có cái cuộc sống của cha mẹ mình, của ông bà mình, của anh chị mình trước đấy. Gọi là cách đấy khoảng chừng 3-4 năm về trở về trước là những cái này con vẫn còn và nó gắn liền với cái đời sống của mình. Đấy, làm cho mình có những cái niềm xúc động. Gần 200 hiện vật là những nông cụ truyền thống, sử dụng trong làm đất, gieo trồng, bảo quản chế biến nông sản, đến các ngư cụ truyền thống đánh bắt thủy sản, đã được Bảo tàng tỉnh Phú Yên ra mắt. Để có được chừng ấy hiện vật, nhân viên bảo tàng đã đi về các vùng nông thôn, sưu tầm đến cả hàng chục năm. Thông qua cái trưng bày này, thì mục đích là để mà giới thiệu cho du khách và nhân dân hiểu hơn về cái đời sống của người Phú Yên xưa. Ngày nay, các nông cụ truyền thống xưa đã được thay thế bằng cơ giới hóa. Do đó, đến đây sẽ giúp nhiều người lớn tuổi như sống lại hồi ức. Còn với học sinh sinh viên, sẽ giúp các em hiểu và thấy được những giá trị về di sản văn hóa tinh thần mà trước đây ông cha ta đã sử dụng, để từ đó thêm trân trọng, thấu hiểu hơn về đời sống mộc mạc, chân chất, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân Phú Yên.